Giọng Sông Lam đang từ thăm của đại tướng Trần Đại Quang, nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an và nguyên là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để đi về nhà ông Hải Giang. Lúc nãy thì đi vào một đường, bây giờ về một nẻo để xem ông Hải Giang dẫn đường. Ông Hải Giang là ông cổ địa ở đây cho nên. À, bên đây là trụ sở của ủy ban chứ không phải là trụ sở của ban quản lý. Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, là quê hương của anh.
Giang, chúng ta đang đi trên quốc lộ 10. Tầm học sinh được bắt đầu đông.
về buổi chiều với con mằn hăn nó bay nhiều lắm, nó bay vào mắt thì là ta rất là cay xè. Hôm nay là tham quan này là chúng ta sẽ rất là sơn.